Hôm nay là hai bạn đã có mặt cách cái hàng rào này thôi nha. Mời đàn trai giới thiệu về mình. Trước tiên thì em xin chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân, bạn nữ cùng chơi kế bên và khán giả đang xem trường quay ngày hôm nay. Em tên là Mai Xuân Vương, em năm nay 27 tuổi. Em sinh ra và lớn lên ở huyện Ngài Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Em hiện đang sống và làm việc tại huyện Bình Đại của tỉnh Bến Tre. Nghề nghiệp của em là em đang kinh doanh một phòng game. Rồi, bên đây chúng ta giới thiệu về bản thân nào. Dạ, em chào chị Hồng Vân, dạ, chào anh Quyền Linh và chào bạn trai bên kia. Em tên là Nguyễn Hoàng Thiên Trang, năm nay là em 27 tuổi. Em thì quê em là ở Đồng Tháp, nhưng mà hiện tại thì em đang làm việc và sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh ạ. Em làm bên kinh doanh bất động sản. Vậy là em làm ở quận mấy ạ? Dạ, hiện tại em đang làm việc ở quận Bình Thạnh ạ. Là yêu xa rồi. Dạ. Không, đi chút xíu tới à. Bến Tre cũng gần mà. Ba tiếng rưỡi. Chị nói hạ hồi phân giải đi ha. Bây giờ mình nói về cái điểm mạnh, điểm yếu của mình đi. Điểm mạnh của em thì em rất là vui vẻ. Lúc nào mình cũng nghĩ mọi chuyện nó theo cái hướng tích cực nhất. Còn điểm yếu của em thì nhiều lắm. Nhưng mà nhất là lười, hay quên, với lại là nóng tính. Nóng cỡ nào? Dạ, thì kiểu như là ai mà làm gì mà kiểu em thấy hơi khó chịu hay là em bị chèn ép là em bung luôn, giống như là khi đã máu thì đừng hỏi bố cháu là ai. Khi đã máu thì đừng hỏi bố cháu là ai. Rồi còn em trai. Em thì điểm mạnh của em thì em biết nhường nhịn. Thì nếu như bạn gái bên kia mà nóng thì chắc chắn là em sẽ không nói gì. Nhưng mà khi nào bạn hết nóng thì có thể mình sẽ nói chuyện sau. Em thì có cái tính là hay cho người ta mượn tiền. Thì em không bao giờ đòi. Để chút trước khi về gặp anh nhanh mượn mới nha. Yeah. Trời ơi, Linh ơi, tôi đang tính nói á, phát cái số này ra xong là em nhận được 1.000 cuộc mượn tiền đó em ơi. Bây giờ thì đàn gái cho đàn trai biết một chút về đường tình duyên đi. Em thì trước giờ là em có 3 mối tình chính thức. Nhưng mà cái mối tình cuối cùng của em là nó cách đây khoảng cũng hơn 2 năm rồi á. Quen được mấy năm? Dạ, quen được 3 năm. Nhưng mà tại vì là nói chung là cũng định là kết hôn luôn rồi. Nhưng mà do là bên gia đình em thì không có thích, không chịu bạn đó. Nên là phản đối. Còn em trai, em trải qua mấy mối tình rồi? Em thì 2 mối tình, một mối tình thời sinh viên thôi. Bỏ qua mối tình sinh viên, mối tình mới đây nè, mối tình lúc nào? Mới thì cũng lâu lắm rồi anh, nó cũng khoảng 5 năm rồi. Yêu nhau mấy năm? Yêu cũng được 1 năm thôi. Chào cưng. Dạ. Trời ơi, cao to lực lưỡng vậy mà ở không lâu vậy luôn á hả cưng? Con gái Bến Tre rất đẹp, lý do gì mà em ở không? Em không hiểu tại sao nhưng mà em ở đó 3 năm nhưng mà chưa tán được cô nào. Rồi bây giờ em mơ ước là cái người phụ nữ của em phải như thế nào nè? Nói chung là nhìn dễ thương một chút là được thôi. Dáng thì em không quan trọng lắm. Nói chung là lùn hay cao, em cao sẵn thì họ cao thì nó cũng xứng, nhưng mà lùn cũng được, không sao. Bây giờ nè bạn nam, em thích cái hình mẫu lý tưởng nào nè? Em thì em hâm mộ chị Mỹ Tâm. Thì hình mẫu lý tưởng của em chắc là cũng giống chị Mỹ Tâm. Rồi để qua coi có giống Mỹ Tâm không? Cho tôi coi chút là bà mối. Dạ em chào anh. Chào em, dễ thương hả? Nhưng mà anh ở Bình Đại xa quá, em có cảm giác là yêu xa vậy, có lo lắng gì không? Dạ thì cũng tùy theo cái niềm tin bạn đó trao cho em thôi. Dạ, với lại là xa gần thì không quan trọng, chủ yếu là có lý do là được. Lý do là được ha. Em không thích điều gì ở đàn ông? Em thì em không thích ít tóc. Ít tóc? Với lại là đừng có hút thuốc nhiều quá là được. Kiểu hút thuốc ít ít cũng được, xã giao cũng được mà đừng hút nhiều quá. Em thì không hút thuốc. Rồi em có cái hình mẫu lý tưởng nào giống như bạn bên kia không thích Mỹ Tâm mà em thích giống ai nè? Dạ em thì cũng đơn giản thôi chị. Tại vì em cũng hơi khá là cao á. Em tới 1m63. Dạ thì em muốn cái bạn nam của em phải cao 1m74 trở lên. Ôi em yên tâm, cái đó là chị bao luôn. Bao dạ. Luôn. Có cái hình mẫu nào mà giống nghệ sĩ nào không? Em thích anh Tú, gương mặt nhìn thiện cảm này kia là được. Anh này cũng thiện cảm thế, rất là được, vui. Cầu được ước thấy đó. Cái cặp này bữa nay là tôi thấy là cầu được ước thấy. Em gái đi với ai? Dạ em đi với anh, với chị của em cũng là cấp trên của em luôn. Rồi cho mình gặp đại diện đàn gái đi. Dạ em chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân ạ. Và chào tất cả các anh chị đang có mặt ở trường quay ngày hôm nay ạ. Dạ em xin giới thiệu, em là Phí Nhật Thành, là
anh trai cũng như là cấp trên của bạn Thiên Trang. Em thấy sao bạn trai bên đây có hợp gì với em gái em không? Dạ, nói chung là nhìn về cái bên ngoài thì rất là hòa hợp. Không, good. Dạ, và tính cách thì nó có những cái nét mà em cảm nhận đó là có cái sự bù trừ cho nhau. Thì hai bạn nên như thế nào có thể là mở ra những cái cuộc nói chuyện, chúng ta sẽ thấu hiểu nhau nhiều hơn. Mọi mối quan hệ nó đều xuất phát từ những người xa lạ mà. Rồi, cảm ơn em. Anh ca đi với ai? Dạ, em đi với anh rể và hai chị gái ạ. Dạ. Rồi, chào, chào chị Hồng Vân và anh Quyền Linh và quý vị khán giả trường quay. Và chào gia đình nhà bên đằng gái. Em là Đỗ Ngọc Hà, anh rể của Vương. Theo em thì nó rất hèn, chịu khó làm ăn. Có cái thì trong lúc nào thì nó chưa đâm đồng thì hơi nhút nhát, có lại thôi. Còn theo em thì đánh giá về em gái bên này thì thấy em rất vui, vẻ hòa đồng, dễ thương. Nếu mà hai em cứ mở lòng ra cho nhau một cơ hội sau chương trình này, mong sao hai em đi xa hơn. Rồi, trời ơi, cảm ơn anh. Trời. Thôi, bây giờ chúng ta mở rào cho hai bên gặp mặt nào. Mở rào. Bắt đầu một mối quan hệ mới đó Vương. Dạ, em chào anh. Hôm nay là một quyển sách ngày mới. Mong rằng ngày nào em cũng vui tươi và đẹp đẽ. Dạ. Và tràn đầy và kẹo dừa và đặc sản của Bến Tre, đặc sản của Bến Tre. Dạ, rồi. Và một cái móc chìa khóa. Em thích uống cà phê. Dạ, tại vì là em đã đọc qua cái quyển sách này rồi thì em thấy nó rất là ý nghĩa và cái nội dung, cái cách viết văn rất là dí dỏm, em thích nên là em cũng muốn chia sẻ với anh. Cảm ơn em. Em cảm nhận về anh như thế nào? Dạ, em nhìn thấy anh rất là kiểu hiền, cũng thiện cảm, với lại là cũng rất là biết gu ăn mặc. Anh là có thường hay lên Sài Gòn chơi không? Cũng không thường lên lắm, tại vì ở đây nó cũng lâu lâu bạn bè rủ lên thôi. Nhưng mà nếu mà có một lý do nào đó thì anh sẽ lên thường xuyên hơn. Dạ, vậy theo anh nghĩ thì nếu như mà hai đứa mình tìm hiểu nhau á, thì anh sẽ định bao lâu thì sẽ lên Sài Gòn với em? Khoảng cứ một tuần thì lên cũng được. Anh định là anh sẽ lập nghiệp ở dưới luôn hay là có định mai mốt mình mở thêm cái chi nhánh nào ở Sài Gòn không? Thì nếu mà mình có tiền thì chắc chắn anh sẽ mở chi nhánh. Được á, anh mở đi, có gì em quản lý cho. Em á thì em không biết, kiểu em thích ăn, sở thích của em là em thích ăn nhưng mà em không biết nấu ăn. Anh thì cũng biết nấu một chút, nói chung là có thể anh sẽ dạy em. Ok, vậy là phần này là gì qua nè. Rồi hay quên nữa, kiểu như là giờ nhiều khi em ngồi đây em nói chuyện với anh chứ lấy hồi xuống hỏi anh tên gì em không nhớ thì anh nhắc lại. Rồi còn lười nữa, em kiểu như là do là em cũng sống một mình á, ở trên đây nè, em sống ở Sài Gòn một mình cũng gần 10 năm rồi, thành ra là cũng không có làm cái gì nhiều á, nên là đôi khi lười lắm. Anh nghĩ em sống một mình độc thân thì những cái vấn đề đó em phải biết nhiều hơn chứ. Dạ, kiểu như sống một mình không ai đốc thúc á, không ai quản lý, không ai bắt làm gì hết, nên là nhiều khi giặt quần áo em bỏ vô máy giặt, em giặt xong rồi em để 2-3 ngày sau mới phơi. Thì em cứ bấm đi anh phơi cho. Đúng rồi. Tại bạn bị cái ai quên á, giặt đồ xong rồi không nhớ là mình giặt đồ rồi. Nó có liên quan với nhau á chị. Bởi vậy em hỏi anh một câu cuối nữa thôi, là kiểu anh yêu á là anh sẽ như thế nào, hay là anh muốn cái người yêu của anh là sẽ như thế nào trong tình yêu? Trong tình yêu thì anh nghĩ là cho nhau một khoảng thời không gian riêng một chút thì có vẻ thích hợp hơn, không nên gò bó nhau quá. Dạ vâng, nghĩa là yêu nhau nhưng mà vẫn phải tôn trọng những cái không gian riêng của nhau, đúng không? Dạ đúng rồi. Dạ, em thì em cũng như vậy, em thích kiểu quan tâm nhau xíu, lại là chân thành tôn trọng nhau là được rồi. Anh được không? Được, anh nghĩ như vấn đề đó là dạ. Khoảng bao lâu tụi em có thể kết hôn ấy, khoảng bao lâu? Em nghĩ thì đối với em thì khoảng năm sau là được. Em thì sao? Em cũng vậy luôn. Rồi bây giờ bạn trai bước tới, có thể là nắm tay cô gái và hát tặng một bài hát nào đó, rồi bên kia đối đáp lại.
Để đúng mình rồi. Giao lưu cảm xúc chút xíu nào. Ta thích Mỹ Tâm đó, em hát cái bài nào của Mỹ Tâm coi. Đúng rồi. Nhà thì em cũng nghe, cũng học nhiều thuộc quen lắm. Mà lên đây run cũng quên hết lời. Thôi để em hát tặng anh với lại là mọi người một bài hát nha. Nắm tay, giữ lấy tay nhau, đừng có buông ra. Dạ không anh ơi, tại vì cái này là em hát là em có diễn luôn á. Nên là... Nói chung là cái tài năng của em là làm cho mọi người vui á anh chị. Dạ. Tốt mà. Em sẽ hát bài búp bê con trai nha. Na 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 na. Búp bê con trai. Một ngày khi vui em đùa em mong. Phải chi là con trai thì hay biết bao nhiêu điều. Chẳng cần make up, chẳng cần vuốt tóc. Và không còn ai gọi em tên là búp bê. Rồi một hôm kia, ôi thật choáng váng. Là khi nhìn trong gương và trông thấy ai ô kìa. Một thằng con trai đang cười với em. Trời ơi búp bê đẹp xinh này còn đâu. Dạ thôi vậy được rồi. Hát bài của Thanh Thảo ha. Đúng là em có khả năng làm cho đám đông vui lên. Nào, em trai. Hỡi em yêu, anh chỉ muốn nói một điều. Mình lấy nhau đi, để đêm đường về cô liêu. Bên nhau sớm chiều, không bao giờ buông. Mình yêu như chưa từng yêu. Rồi, trở về ghế đi các bạn. Chúng ta đã trao đổi rất nhiều chuyện ha. Bây giờ đã đến lúc chúng ta quyết định bằng nút bấm xem nửa bánh ghép này có phải là nửa bánh ghép của cuộc đời mình hay không. Đây là người mình cần bấm nút hay không. Suy nghĩ thật kỹ và quyết định sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Chúc mừng hai bạn. Đó, chính thức hai bạn có thể nắm tay nhau được rồi. Bây giờ thì bạn trai hãy nói gì với gia đình của bạn gái. Mình hứa sẽ làm gì cho cái mối tình này. Kính chào hai bác, chào anh, chào anh chị ngồi. Hôm nay thì được em bấm nút hẹn hò thì em hứa sẽ làm cho cô ấy hạnh phúc. Rồi, sẵn rồi xin hôn cái hôm đầu tiên luôn. Cho anh hôn em một cái được không? Đó. Nhãn hàng máy lọc nước cao cấp Makano tặng bạn voucher giảm giá 50% khi mua sản phẩm Makano tại các đại lý chính hãng toàn quốc. Máy lọc nước phong thủy Makano, thiết kế độc đáo, lõi lọc. Bây giờ là mời nhà trai giới thiệu trước. Dạ, nói đầu tiên cho em chào anh Quyền Linh. Chào em. Chào chị Hồng Vân. Chào em. Chào khán giả chương trình và chào bạn nữ. Em tên Lý Minh Tân, hôm nay 30 tuổi. Nghề nghiệp là lái xe. Em lái xe cho công nhân viên thôi. Là thành phố thôi hả? Dạ đúng rồi anh. Quê ở đâu Tân? Dạ em sinh ra và lớn lên tại Sài Gòn. Dân Sài Gòn. Dạ em ở quận 5. Quận 5. Mình nói giới thiệu về bản thân coi. Con chào cô Hồng Vân và con chào chú Quyền Linh, chào quý vị khán giả. Con tên là Nguyễn Thị Yến Lan, năm nay 27 tuổi. Hiện tại đang là nhân viên kế hoạch ở Biên Hòa Đồng Nai. À vậy hả? Là ở đâu? Dạ con sinh ra ở Tân Phú nhưng mà con làm việc ở Biên Hòa Đồng Nai. À rồi. Bây giờ mình nói chút xíu về ưu điểm khuyết điểm với Tân cho bằng gái nha. Ưu điểm của em thì rất là có trách nhiệm trong công việc, rất là đúng giờ. Còn nhược điểm thì em chỉ có tật xấu là đói bụng hay quạo thôi. Thôi ai cũng quạo. Anh đói bụng anh cũng quạo nữa. Sáng chưa cho ai ăn uống gì chứ. Gọi gì nữa Tân? Tôi rất lười làm việc nhà. Lười. Nhưng mà em cái gì em cũng làm được nhưng mà chỉ có là lười thôi. Lười thôi, chừng nào có vợ đi. Dạ. Có vợ là siêng liền anh. Siêng liền đúng rồi. Cái gì cũng làm được nghe, chỉ có lười có nghĩa là không làm gì hết á. Rồi mình đi, mình giờ mình nói về mình đi. Cặp dạ. Này hay nè, bên đây tên Tân, bên kia tên Lan, là đôi Tân Lan. Tân Lan. Dạ con là người vui vẻ hòa đồng nhưng mà con nóng tính lắm, với lại con ngang ngược lắm. Cỡ nào? Con ghét người ta thì con ghét, con sẽ chia làm 3 cấp độ ghét. Ghét thứ nhất là ghét
ít ít thôi. Thì dạng hỏi thì con trả lời, còn không thì thôi con không bao giờ chủ động con hỏi người ta hay bất cứ cái gì. Cái cấp độ ghét thứ hai á, dạng là ghét vừa vừa, thì dạng là con phải giống như là người ta nói thì con phải móc lại một câu. Ăn miếng chậm miếng lại. Dạ đúng rồi. Con giống cái cô ngồi ghế kế bên con đó con. Cấp độ thứ ba là cấp độ là vô cùng ghét. Thì con sẽ không nghe, không nói, không quan tâm. Con coi người ta như là không khí vậy á, nhưng mà không phải khí oxy mà là khí CO2 á. Chơi chiến lược 3-0. Dạ. Và coi người ta là tàng hình đi. Khi mà con có bạn trai đi, con sẽ đi ăn chung với bạn trai đó. Thì kêu đồ ăn ra hết á, con ăn được bao nhiêu con ăn, nhưng mà cái số lượng còn lại bạn trai phải ăn hết. Trời ơi. Rồi mới được gì à? Dạ đúng rồi, ăn phải ăn. Con không cần biết thời gian ăn là bao lâu, nhưng mà cứ ăn đi, ăn cho hết rồi con mới cho về. Ông nói hôm qua tới đó. Con ăn nhiều còn nhiều, bạn trai ăn hết mới được về. Dạ. Con bắt ăn nhưng mà con lại không cho mập. Con ăn mà không cho mập sao được con? Dạ. Thì vậy, có người ấy không ăn cũng mập với con. Ai nói ông ăn mà mập vậy? Quỷ hả? Mệt cái sợ luôn á. Ngang ngược mà nóng tính như vậy thì là mình đã có mấy mối tình rồi? Dạ con có 2 mối tình. Dạ lâu nhất là khoảng 2 năm. Lý do tại sao chia tay? Bạn đó thì cũng có sở thích ăn, nên là con bắt ăn thì càng thích. Nhưng mà tại sao chia tay? Có nhiều cái lý do lắm, nhưng mà con nghĩ là hậu đậu lăng nhăng á. Cái hậu đậu ghê lắm cô. Đi trên đường đi, nguyên cái đống cát vậy thôi, người ta chạy người ta né cái đống cái cát đó ra đi. Dạng anh hùng rơm á cô. Bay vô giữa đống cát xong rồi té cái xòe ra giữa đường. Té cái xòe. Để qua thăm nom cái bên nhà trai cái coi. Trai mà hậu đậu thân dữ lắm mình. Dạ chị Vân. Chào cưng. Dạ. Sao nãy giờ cưng nghe bạn này nói chuyện về cưng có bị gọi là mất hồn không? Dạ cũng có chút. Ăn à? Dạ. Ăn mà không được mập à nha. Ăn cỡ nào mới mập? Tưởng này em ăn hộp nổi. Rồi bây giờ em có mấy mối tình rồi? Trước giờ thì em chỉ có một mối tình chính thức thôi, kéo dài 1 năm. 1 năm rồi bao nhiêu cái lẻ tẻ? Dạ mấy cái đó thì em không cho nó là tình yêu. 1 năm lý do tại sao chia tay? Cũng có ngày đẹp trời em lên Facebook em lướt thì em thấy em cao hơn vài cm vậy thôi. Vậy thôi đó hả? Lại bị cắm sừng. Dạ. Thôi được rồi, thôi bỏ qua đi. Bây giờ mình long tìm hiểu bên đây nè. Như vậy thì cái gu của em, cái mà cái gọi là cái tiêu chí của em, tiêu chuẩn của em về bạn gái là như thế nào? Cao 1m60 trở lên. Tại vì em cũng đây cao nhồng luôn á. Mũi cao, có cặp mắt biết cười. Là nhìn như cặp mắt giống như là đang cười á. Vậy vui. Vậy là miệng khỏi cười luôn, mắt cười. Dạ, đúng rồi, có những người nhìn như cặp mắt là thấy vui rồi. Mắt cười như nè lắm. Đúng rồi. Nói chứ cười không này, nhìn cô nè, nhìn cô. Mắt nó là cười nhưng mà hơi buồn ngủ xíu, em tự em cảm nhận nha. Dạ thì tính cách thì dịu dàng xíu. Cái này giờ nó nói nó ngang ngược đó rồi. Dạ, sao hả? Ngang ngược đâu có đi đôi với dịu dàng đâu. Em hướng dẫn lại được không? Dạ được. Hướng dẫn được không? Dạ được. Dẫn coi ai hướng dẫn ai biết rồi. Bây giờ mình có dịu dàng hay không nè, mình nói một tiếng một đi nè. Dạ không. Đó, thấy chưa, nó khẳng định luôn đó. Cá tính chút xíu cũng ok chị. Cá tính đó nha. Ở gì nữa nè? Đừng có thảo mai quá, với lại có cái gì bản tính xấu hay là đẹp gì cứ bộc lộ hết đi. Tại vì ở bên cạnh em cũng không cần phải giấu giếm cái chuyện đó. Tại vì em đã thương người thì xấu đẹp gì em cũng chấp nhận. Cái câu cuối cùng của bạn là bạn này là có hết luôn á. Có sao nói vậy người ơi đó, dạ, không có giấu giếm luôn. Thà ta thật lòng vậy còn hay hơn. Thôi, bạn gái muốn người yêu của mình như thế nào? Đầu tiên là phải cao hơn con. Chắc chắn. Giờ mình cao nhiêu nè, mình nói nè. Dạ con cao 1m7. Đó, cao 1m7 đó. Mà con hay mang giày cao gót nên là thường là khoảng từ 1m75 đổ lên. Cho 76 luôn đó. Bên đây nhiêu? 1m8. Thấy chưa, cao hơn tới 10 phân được chưa? Chắc con luôn á. Rồi gì nữa con? Theo đạo Phật. Em đạo Phật. Rồi. Không hút thuốc lá. Có hút thơm rau thôi anh. Có hút thơm rau thôi. Nhưng mà con dạng con không có chấp nhận người hút thuốc lá. Tại vì con bị dị ứng với lại thuốc lá nên là con không có ngửi được. Đúng. Bỏ được không? Dạ được anh, bỏ. Bỏ được. Dạ. Hôm rau thôi mà, cạo rau là hết hút. Dạ là một người cư xử lịch sự và lễ phép. Và cái cuối cùng con mong đợi đó là một người có một cái nguồn năng lượng sống tích cực. Đúng, cái này hay nè. Có tích cực không em trai? Dạ tích cực. Những lúc buồn thì sao? Có ghi lên Facebook không? Dạ không. Có ghi gì tiêu cực không? Em không chơi Facebook. Không được tích cực lắm. Phải chơi Facebook để tìm hiểu những cái điều tích cực này kia chứ. Với chơi, có chơi Zalo không? Dạ có. Không, cũng dễ thương. Nói chung hai này cũng được, cũng hợp. Dạ. Gái đi với ai?
Dạ con đi với lại anh chị con. Em chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân ạ. Chào tất cả mọi người trong trường quay ạ. Nếu như mà em muốn tìm hiểu Yến Lan thì phải có động lực rất lớn. Dạ. Lúc lúc nào các bạn đang muốn hoạt động liên tục như. Là sao phải tăng động mới theo được bé này tăng hả trời? Đúng rồi. Dạ em thấy đàn trai là cũng hợp với lại bé Lan hả? Dạ mong là hai người sẽ được tìm hiểu kỹ hơn. Rồi. Rồi cảm ơn em. Anh đi với ai tên? Dạ em đi với chị họ, em ruột em. Dạ xin chào anh Quyền Linh, chào chị Hồng Vân, chào các bạn khán giả ở đây. Thì em là chị họ của Tân. Theo như Tân nói là Tân muốn tìm một bạn gái cao, dễ thương, đôi mắt biết cười. Thì chị Ngọc thấy ở đây là bạn hội tụ các điều kiện của Tân muốn rồi. Theo chị nhận xét về bạn Lan á, thì Lan là một người luôn hướng đến những điều tích cực trong cuộc sống, luôn thích thay đổi, thích cái mới, thật thà, thẳng thắn. Thì mong là sau chương trình này thì Tân có thể có cơ hội để quen với Lan và tìm hiểu những cái mới mẻ của Lan trong cuộc sống. Cảm ơn hai gia đình. Bây giờ mở rào cho hai trẻ gặp mặt nha. Mở rào. Chào em. Anh có món quà anh tặng em. Dạ cảm ơn anh. Em cũng có một món quà tặng anh. Đây là một cây xương rồng. Mà loài hoa là em thích nhất luôn. Muốn tặng anh. Cảm ơn. Và cái cây xương rồng này á, thì nó cũng có ý nghĩa trong tình yêu. Dù cho ở ngoài sóng gió bão tố như thế nào thì cái cây này nó vẫn luôn vươn tới ánh sáng và phát triển. Thì cảm ơn. Dạ. Nó Tân nhìn coi coi đôi mắt cái này có phải là đôi mắt biết cười không? Dạ đủ đủ cười. Đúng không? Đôi dạ, mắt đúng biết rồi. Cười đúng không? Đúng rồi. Có gân khệnh đó chị. Đó đang khệnh. Dễ thương với lại có đồng tiền, em cũng thích điều đó. Đó. Em tìm kiếm điều gì ở người đàn ông? Em coi trọng sự chung thủy. Đối với em á thì xấu đẹp không quan trọng, cao thấp thì cũng có vấn đề đó. Nhưng mà tất cả mọi thứ đều có thể bỏ qua hết. Anh thì trong tình cảm á anh có hai điều là một là khi yêu á anh rất là nhiệt tình, hai là nếu mà trong một trong hai người mà không còn yêu nữa thì nói nhau một tiếng thì nó dễ xử hơn, chứ đừng có giấu giếm anh chuyện gì mệt lắm. Em muốn hỏi anh gì không? Dạ anh còn liên hệ với người yêu cũ không anh? Không, anh cắt đứt rồi. Cái câu hỏi của em cũng là câu hỏi anh muốn hỏi em luôn á. Dạ không ạ. Thường á thì khi anh buồn anh sẽ làm cái gì anh? Anh thì chỉ có cái sở thích là nuôi mấy con bét. Thú cưng của anh là con gì anh? Anh nhà anh nuôi hai chó. Em thì em ghét chó lắm. Ghét chó hả? Dạ, em ghét những con gì có lông lắm. Vậy dạ, anh cạo lông đó. Trời, sao ác vậy em? Chó nhà anh nó biết đi hai chân đó. Tự nhiên đó chó nó đang đẹp về cạo lông còn dùng chó. Chó nó phải cạo lông anh. Thôi. Con chó ơi. Chứ không phải con cừu đâu mà anh cạo lông đó. Chó nó chó cừu mà, chó bứt đồ. Nó làm như con cừu vậy, cạo lông nhìn thấy ghê. Không, nhưng mà có một cái loài chó mà nó không có lông luôn á. Thì thà mua chó đó về. Ai mà mua chó có lông được cạo lông ta. Đừng có gì tình yêu mà đi cạo lông con chó. Uống chó dễ thương vậy, mắc gì ghét nó trời. Dạ con không có thích bất cứ con gì hết á. Chó mèo hay con gì con cũng không thích á. Không lẽ cuộc đời con không thích con gì hả con? Dạ con thích con trai. Rồi con có bắt ảnh cạo đầu đi không? Dạ không. Ủa, mất mới cạo đầu. Nó không thích tất cả các loại lông mà. Đây là tóc cái mà. Cái đó là tóc chứ không phải lông. Cái tóc là lông đó. Lại lông. Là một loại. Không có lông anh. Lông măng anh. Lông cạo. Măng. Lông măng cũng cạo nữa anh. Chỗ nào có cạo. Con hỏi anh coi sao anh tài xế thường là đào hoa lắm mà. Sao anh lên chương trình này? Vấn đề tài xế đầu qua thì cái đó là chắc là thời xa xưa ông cha ta để lại vậy thôi, chứ bây giờ nó khác gì. Suốt ngày ôm vô lăng, tối về lại ôm gối ngủ. Hay là tại quen nhiều người quá nên bị ế hả? Không có, quen nhiều người sao gọi là ế được em? Thả thính nhiều, người ta nói là lắm mối tối nằm không á. Đúng rồi, lắm mối tối nằm không nhưng mà anh không biết thả thính. Em cảm nhận thấy anh sao? Em thấy anh là người cũng khá là hiền lành, dễ thương mà em không biết anh có ít nói hay không. Anh Đức cũng là một người khá là kiệm lời, nhiều khi những cái gì là đáng nói thì anh mới nói, còn không thì anh cũng ít nói chuyện lắm. Em á thì là người dạng em là người thích trao đổi thông tin, mà đúng khi rồi. Em trao đổi thông tin á thì em muốn người ta tương tác với em, chứ không phải là em nói một câu cái ừ xong rồi hả, rồi ủa vậy hả. Cái đó là đối với những người ngoài, chứ nếu mà riêng em thì anh sẽ tương tác.
tương tác nhiều, siêng năng luôn, siêng năng tương tác. Hiện tại thì mẹ anh mất rồi, chỉ có ba anh thôi, anh ở chung với ba. Nhà chỉ có hai trẻ con, đúng rồi, với lại hai chó nữa. Đừng nhắc con chó nữa. Nếu mà tính tới hôn nhân thì em có thể về nhà anh, về đội của anh được không? Dạ được chứ. Nếu mà 2 năm nữa thì hai chó nó già rồi. Ấy là nó, ấy em nó già nó sẽ rụng lông, nhưng mà em nó sợ nó rụng lông. Làm sao rụng lông, có những nó lúc rụng. Nó già cũng không có rụng đâu em. Mẹ em cạo. Nữa cạo nữa. Còn cách nào khác không? Không cạo nhỏ hoài. Không có được nha. Cái vụ này tôi phản đối. Nếu kẹt quá đem chó gửi nhà Hồng Vân hay gì cũng được nhá. Em đứng lại. Mày không tay bạn gái. Đó, em nói đi. Hỏi em có ghen không? Em có ghen không em? Dạ có chứ. Khi yêu ai cũng ghen á. Em bỏ suy nghĩ đi, anh không có lăng nhăng đâu. Anh sẽ bỏ thuốc. Lâu lâu cho anh hút một hai điếu. Sẽ giao với bạn bè được. Bị dị ứng mà. Cái này là anh đã hứa bỏ thì anh phải bỏ tuyệt đối luôn. Anh đứng gần một cái người mà hút thuốc lá em cũng ngửi ra được. Hát thính và mũi thính vậy. Anh phải đánh mình với con chó hả? Em thích nít không em? Dạ có chứ. Hỏi giờ mình giải quyết vụ chó sao em? Thôi giờ chịu chó để qua bên anh, để em về em xử lý sao. Thôi cứ nói gì luôn. Em nghe nói hình như anh lười làm việc nhà đúng không anh? Cũng nhà ba anh làm không à. Về ngủ à. Anh làm được hết đó mà, tại vì anh làm biết làm thôi. Dạ anh có biết nấu ăn không anh? Không. Em cũng biết nấu ăn rồi, cuối cùng ai nấu? Ăn cơm đường cháo chợ quen em ra ngoài. Chó gì cho nó mệt. Khổ ông già không? Anh không biết nấu ăn, anh nuôi chó rồi. Cuối cùng chó anh nuôi hay ba anh nuôi? Thì mình ăn gì trộm cho nó ăn? Anh ăn cơm đường cháo chợ rồi. À thì nhà ba anh ăn gì thì trộm cho nó ăn. Vậy là ba anh nuôi rồi, giống ba anh nuôi nữa. Ba anh nuôi. Dạ. Anh thích nít lắm á, em thích con trai hay con gái? Dạ em thích con gái. Ừ giống anh, em thích con gái. Gái có nhiều tóc, dễ thương, giống như em. Ừ con trai cũng có nhiều tóc rồi vậy anh? Con trai cũng có nhiều tóc nhưng mà nó quậy lắm. Rồi, bây giờ chúng ta nhìn thẳng vào mắt nhau. Tân nói tất cả những suy nghĩ của mình về người đối diện, cảm xúc nãy giờ thế nào? Cảm xúc nãy giờ thì em rất là thích bạn nữ này rồi. Yêu ai cũng vậy, yêu anh đi anh cảm ơn. Mình đang đối diện với gia đình, với bạn bè, với người thân và hàng triệu khán giả. Chúng ta không thể bấm trái con tim mình được. Sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Chúc mừng. Như vậy là cả hai đã bấm nút. Nắm tay nhau nào. Anh không cái nhà má, má không la đâu. Má. Được hả? Nhãn hàng máy lọc nước cao cấp Makano tặng bạn một voucher giảm giá 50% khi mua sản phẩm Makano.